2 năm nhìn lại, rốt cuộc bạn chọn Diên Hi Công Lược hay Hậu Cung Như Ý Truyện? Sau khi Tôn Lệ nổi tiếng nhờ Hậu Cung Chân Hoàng Truyện, các bộ phim cung đấu cổ trang Trung Quốc mọc lên như nấm sau mưa, nhờ đó mà xuất hiện thêm khá nhiều bộ phim cung đấu xuất sắc. Trong 2 năm trở lại đây, Diên Hi Công Lược và Hậu Cung Như Ý Truyện được xem là hai bộ phim cung đấu hot nhất. Diên Hi Công Lược, Giang Si Gông Lưu và Hậu Cung Như Ý Truyện, Ru Di Chuông gần như được lên sóng cùng một thời điểm với cùng bối cảnh là thời đại Thanh. Diên Hi Công Lược là bộ phim do Vũ Chính xuất bản. Mặc dù phim của biên kịch Vàng trước đây luôn có không ít ý kiến trái chiều, nhưng không thể phủ nhận rằng Vũ Chính đã làm lên tên tuổi của rất nhiều tiểu hoa đang nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ. Sau khi những hình ảnh đầu tiên về Diên Hi Công Lược được công bố, có rất nhiều khán giả bình luận rằng thẩm mỹ quan của Vũ Chính tiến bộ rồi. Quả thực, bộ phim này đã được sửa đổi tất cả các nhược điểm của phim Vũ Chính trước đó như khoa trương, cốt truyện không có não. Không chỉ có thế, Diên Hi Công Lược được khen ngợi cả về trang phục và tạo hình nhân vật. Xét về tổng thể, phim rất xứng đáng với một tác phẩm quy mô lớn. Ngoài ra, hình ảnh nữ chính trong bộ phim này của Vũ Chính được xây dựng cũng khá khiến khán giả bất ngờ, khác hẳn với các bộ phim khác. Nữ chính Ngụy Anh Lạc, Ngô Cẩn Ngôn, là cô gái có đầu óc, thông minh, nhạy bén, dám yêu dám hận, anh dũng quả cảm. Hậu Cung Như Ý Truyện thì không được may mắn như vậy. So với Diên Hi Công Lược, Hậu Cung Như Ý Truyện nhận càng nhiều hơn những nghi ngờ chất vấn từ khán giả. Ngay tập đầu tiên, phim đã bị ném đá vì nam chính và nữ chính cưa sừng làm nghế khi vào vai diễn Càn Long và Như Ý thời niên thiếu. Châu Tấn thực sự không còn trẻ, nhưng vì thế mà bị ném đá cưa sừng làm nghế, giả non nớt, thì thực sự có phần hơi quá. Là một diễn viên, Châu Tấn có thực lực diễn xuất, tuy giọng nữ diễn viên có phần hơi trầm, nhưng cũng không khó để nhận ra sự tâm huyết của cô trong từng lời thoại. Trong khi đó, đây chính là điểm khiếm khuyết của Diên Hi Công Lược. Nói như thế không có nghĩa là nữ chính Ngô Cẩn Ngôn không tốt, nhưng là một nữ diễn viên trẻ, diễn xuất của nữ diễn viên thực sự cần thời gian rèn luyện thêm. Theo dõi phim của Ngô Cẩn Ngôn, khán giả không khó để phát hiện ra rằng diễn xuất của cô mang tính bộc phát, tức là gặp một kịch bản thích hợp thì cô ấy có khả năng thể hiện rất tốt, ngược lại thì thành thiếu sót. May mắn là Ngô Cẩn Ngôn còn rất trẻ, cô nàng còn nhiều thời gian để rèn luyện và phát huy khả năng của mình. Và đây cũng chính là ưu thế của cô ấy. Tạo hình trang phục của Hậu Cung Như Ý Truyện bị chơi già, nguyên nhân chủ yếu là bởi dàn diễn viên thực sự đều không còn trẻ. Cộng thêm kiểu đầu, trang phục màu sắc có phần hơi cổ, khiến các nhân vật trong phim kém phần trẻ trung hơn so với Diên Hi Công Lược. Về cách xây dựng nhân vật, cả hai bộ phim đều không đi theo con đường nữ chính ngây thơ ngốc nghếch. Bởi dẫu sao đây cũng là phim cung đấu, nữ chính quá lương thiện thì thực sự khó mà viết lên truyện. Nhưng cách xây dựng nhân vật Như Ý và Ngụy Anh Lạc căn bản không theo cùng một con đường. Đầu tiên, Ngụy Anh Lạc vì muốn tìm nguyên nhân cái chết của tỷ tỷ mà vào cung, cũng có nghĩa nhân vật này vào cung có tâm cơ từ trước. Còn Như Ý vào cung hoàn toàn xuất phát từ tình yêu với Hoàng Lịch, hai con người đem lòng yêu thương nhau, tâm đầu ý hợp và Như Ý nguyện gả cho Hoàng Lịch. Ngay từ đầu Như Ý hoàn toàn lương thiện, tuy nhiên cô có thể nhìn thấu hiểu rõ mọi chuyện trong cung, nên sự lương thiện ấy không được xem là ngốc nghếch khờ khạo. Có cư dân mạng cho rằng Như Ý cuối cùng thua cuộc là bởi vì cô ấy luôn cho rằng mình vẫn luôn là Như Ý cùng Hoàng Lịch ngắm phong cảnh trên tường thành. Lời nhận xét này thực sự vô cùng chí lý. Diên Hi Công Lược và Hậu Cung Như Ý Truyện mặc dù đi theo hai con đường khác nhau, nhưng không thể phủ nhận rằng đây đều là hai bộ phim xuất sắc của dòng phim cung đấu. Không chỉ có cảnh quay tinh tế, các diễn viên cũng vô cùng xuất chúng.